chồng được không? Nói em để em vô. Dạ được. À, trong đây đã nên đủ hết dạ. Thì con mới cắm thêm tương. Dạ. Ừ, không mình phải cắm luôn. Luộc sắc sợi giống như là bì vậy đó cả nhà. Còn cái này là con tôm luộc nè. Tôm luộc lọc ra tôm tươi nha. Cái này tương xay nè. Có món đêm trong này nữa đó chị. Vậy đó hả? Cô nói. Vậy mình ăn mình già là gọi là bún già. Đúng rồi, mình già già mình lồi lồi chứ. Đây là lần đầu tiên chị ăn. Nói gì chị em muốn làm. Em muốn lần đầu tiên. Nó là đặc sản ở đây luôn. Dạ. Dăm bông trứng muối. Mẫu dùng thử luôn. Bánh bía chai dứa là 75.000 nè. Trung thu gà quay là 90.000, trung thu dăm bông là 200g là 84.000. Để chen vô đây ha. Quá trình chợ đông. Khủng khiếp. Đó, trái cây này cái. Cô chú thì đang bán trái cây với trái lợn ở bên ngoài. Chợ cải, bà con ở đây kêu là chợ cải á. Đây là chợ trái cây. Quá nhiều ở đây, trái cây quá nhiều luôn rồi. Này là chị bán bơ nè. Bơ ngon quá, ăn liền 15.000 đồng một ký. Chôm chôm nhãn, chôm chôm Vĩnh Long, chôm Thái 0034. Dạ. Ở đây trái cây quá nhiều luôn. Dạ, chợ mình quá nhộn nhịp. Một bé, bánh khu thê nè, bánh chuối, bánh bánh bèo. Khuyến mại hả? Ở trong đó con thấy cô làm nhân củ sắn hay gì? Thôi lạ quá ha. Con coi thử coi. Hồi xưa mà. Dạ. Này là bì nè, con biết nè. Bì. Rồi cái đó củ sắn xào hay gì con? Củ sắn xào đó. Dạ. Củ sắn xào với nước trang. Cá mòi. Cá mòi, à quá ngon luôn. Để hết không con? Dạ, thải hết con. Cô bán bao nhiêu một ổ? Ổ 12 con. Dạ, một ổ 12.000 nha cả nhà. Cô bán đây luôn nha. Ngay góc đường chỉ bà con về. Ở bánh mì đặc biệt luôn, bánh mì quay gánh của cô nha cả nhà, về ghé thay mua. À, ngón tay là 120. Nhìn đẹp phải chân. Dạ. Quá đẹp luôn đó cô. Đó, nhìn cà chùm nho nè cả nhà. Đây là thiên đường trái rải nè, một cái đạo xanh trời xuống trăng. Trời trăng di chuyển rồi cả nhà coi kỹ. Rải là bãi không, mà trang trí rất là đẹp luôn á. Trả về quá chừng ngon luôn, khô mực đó, cả nhà mua khô về trong chợ Sóc Trăng nè. Hạt tiêu 25.000, mãng cầu 30, bòn bon 50, đặc biệt ở đây để giá hết nha cả nhà. Chợ mình trái cây ngon quá hả đó. Như mặn này bao nhiêu một ký rồi? 40 vậy em. Dạ, 40.000. Sa ba. Dạ, mặn sa ba táo nè. Như vậy đó nè, nhìn dễ thương ghê ha đó, cả nhà thấy không? Nho được vô bịch nè. Những cái chùm nho ngón tay là con sẽ treo như vậy đây. Mặn sa ba cả nhà. Nó giòn hả sao cô? Giòn hả? Dạ, nó như mặn Hà Nội hả? À, ngon hơn. Ngon hơn Hà Nội luôn. Này mặn sa ba cả nhà. Chôm chôm, cát lợi chôm chôm 15.000 một ký cả nhà. Hỏi thì 10.000, thanh long. Nói chung là trái cây miền Tây mùa này rất là rẻ. Đủ loại hết. Cầu luôn 10.000 một ký. À, trái mà này rất trong đó thì giá cao hơn. Ở trong đây cho cả nhà coi một cái đậu. Ghê ha. À, bát khía, bát khía mặn. Ở về ở đây thì bát khía nhiều lắm. Sóc Trăng, Bạc Liêu rồi mấy cái này nhiều. Cà Mau đó cả nhà. Rau nè. Mấy cô bán đây chắc là di chuyển liên tục. Chợ bà con bán trái cây quá nhiều so với những gì dân nghĩ. Rồi chợ Sóc Trăng. Đó. Xoài nè cả nhà. Xoài thì 5.000. Cốc này cốc Thái nè. Sa ri. Trời ơi trái cây Cà Mau luôn. Cà Mau với Bạc Liêu với mấy cái này nhiều. Dạ. Bạc Liêu với Bạc Liêu nó không ngon bằng Cà Mau. Dạ hả? Trăm trăm có
con này lớn quá nè. Bữa em đi dưới Cà Mau thì con nó nhỏ không có được về đâu. Dạ. Cà Mau thì cũng dạ con này lớn rồi. Cái này về luộc ăn ha. Dạ. Luộc. Mày luộc còn làm gì được nữa không chị? Rang me, rang muối ớt nữa. À, rang me, rang muối ớt. Nấu canh chua đồ ngon lắm. Dạ. À, dễ thương, dễ nhớ. Đó. Chiếc quạt mo nè, mẹ nuôi khôn lớn nè, các bạn thấy không? Ở dưới thì hai bên sẽ là bán đồ ăn, bán bún nước lèo, bán cơm sườn nè, bán gỏi cuốn nè, cháo nè, cháo lòng các loại luôn. À, trong đây có lạp xưởng nè, nghe nói lạp xưởng nghe rất là ngon, nên Trang vô đây chắc có thể là mua một đoạn 250.000 một ký. Cái dài bên kia cũng vậy luôn. Dạ. Yeah. À, ở đây cô có bánh phồng đặc sản Sóc Trăng luôn nè. Dạ. Ôi, bánh phồng bà ngó kìa. Cái loại đó là rất là ngon. Cô bán ở đây giờ nhiêu hộp rồi cô? Dạ. Cái hộp bà ngó đó cô bán nhiêu một hộp? Cái này là 280.000 đặc biệt. 280.000 đặc biệt. Một hộp đó là 1 ký hả cô? Nửa ký 280 hả? Giới thiệu đặc sản Sóc Trăng cho cả nhà coi. Họ nói là cái bánh phồng này rất là ngon nha cả nhà. Lê Dũng, khóm 3, phường 4, thành phố Sóc Trăng. Đây là bánh phồng dài và tôm có nó rất là ăn, rất là thơm. Chiên lên cái bánh phồng nó là rất là đặc biệt. Nhìn trái chuối rất là khéo luôn á. Nó phồng lên là gói Sóc Trăng là mới có cái này thôi. Quá ngon. Chuối chiên. Dầu rộm luôn. Màu đen nước cốt dừa. Đó luôn. Vậy để sau này em bán cho. Để sau này em bán cho. Dạ, bán đất cái gì? Dạ. Quá bự luôn. Dạ. Bán nhanh hết nha. Bán hết liền luôn. Dạ, em ở Đồng Tháp luôn. Dạ, Đồng Tháp qua đây chơi. Cua biển này kìa. Cua biển ở Vĩnh Châu. Dạ. Quá đẹp luôn. Lốt đủ loại luôn. Dạ. Cái giá. Đó, lá cắp nè. Lá giang nè. Ngải bún nè. Củ ghiền nè. Ôi, giờ đặc sản không rồi. Chợ này đâu thiếu gì đâu. Lá dứa, lá cẩm luôn. Lá lốt chứ. Dạ. Ở đây Trang thấy nhiều bản hiệu toàn là chữ người Hoa. Đây như 50.000. Ôi, là đẹp và dễ thương, bà con cũng rất là thân thiện nha cả nhà. Chỉ có cái là Trang di chuyển từ Đồng Tháp về đây thấy nó là quá xa. Rồi cái Trang quay không kịp chợ sớm cho cả nhà coi. Nhưng mà cũng cảm nhận được hết cái độ sôi động của ngôi chợ rồi đó cả nhà. Đây phải nói cái chợ này cũng quá trừng luôn nha cả nhà. Chưa đi mình chưa biết hết được những cái nét đẹp ở đây. Thường cá nhiều luôn á. Cái này mà mùa nước về đây chắc mê lắm á. Dạ. Như cái chạch này bao nhiêu một ký rồi chị? 350. Con này lớn á. Đó cả nhà. Nó 17.000 hả? 12.000 luôn. Chúc em bán thiệt là đắt nha. Dạ. Tới bự 12.000. Quá chừng tôi. Trần Đề hả? Trà dưới biển Trần Đề. Vĩ Thanh Hậu Giang. Này cá nè, cá ngừ, cá nục. Cá sủ hả? Lù đù. Cá xương xanh, cá chẽm. Cá chẽm. Cá này cá chim trắng. Rồi bên kia là cá mó. Cá đuối. Trời ơi ngon quá. Cô ơi, bữa nay con biết được cô ở chợ thành phố Sóc Trăng nha. À, con thay mặt cho cô Ngọc Hương ở shop áo dài Ngọc Hương chợ An Đông, con tặng cô 200.000 nha, mua thuốc uống. Dạ. Dạ, rồi cô nhận đi. Dạ. Rồi, con chúc cô bán đắt nhanh về. Dạ. Bữa nay chợ bán chậm. Dạ, bán chậm. Bán nhanh hết nha mấy cô. Nắng quá trường luôn rồi. Trời ơi. Phải chi mấy con đi phỏng vấn hết trơn. Hẹn gặp người quen ở ngay thành phố Sóc Trăng nha. Là một người chị khán giả rất là đặc biệt ở kênh
Cành trăng hai sao lo chạy. Chị Hồng ở Mỹ về chạy. À, về đây thì sẽ có gạo này là ngon nha cả nhà. Gạo ít tê là một trong những cái loại gạo mà được xuất khẩu so sánh với gạo Thái Lan, Ấn Độ. Chào quý bà cô chú anh chị, các bạn sao đang đến với kênh Trang Thang. Rất vui được gặp lại quý bà cô chú anh chị và các bạn tại thành phố Sóc Trăng. Hiện tại Trang đang có mặt ở một cái biểu tượng tháp đồng hồ. Để mà nhìn tới nó, người ta sẽ liên tưởng đến một cái thành phố Sóc Trăng và rất là nhiều điều cần phải khám phá ngày hôm nay. Khi nhắc về Sóc Trăng thì mình thường nhớ đến chùa Dơi nè, chùa Tráng Kiểu hay những ngôi chùa Khmer, chùa Sam Rong, hay là một cái món ăn đặc sản là bún nước lèo, bún gỏi già và bánh bía Sóc Trăng. Một vài những món ăn đặc trưng cũng như là con người vùng đất nơi đây như thế nào, mời cả nhà cùng đi khám phá với Trang. Xa xa là công viên 30 tháng 4 và phía trước mặt di chuyển theo cái tuyến đường Nguyễn Huệ thì sẽ về được ngôi chợ Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng nha cả nhà. Và cái hướng đường 30 tháng 4 này cũng quẹo vô được thành phố trong chợ thành phố Sóc Trăng luôn. Bây giờ thì Trang xin kính mời quý bà cô chú anh chị các bạn cùng đi khám phá ngôi chợ này nha. Và khu này Trang đang đứng là cái khu mà nhộn nhịp và cảm nhận đầy đủ rõ nét nhất của trung tâm thành phố Sóc Trăng vào thời điểm ngày hôm nay. Trang bấm máy là ngày 11 tháng 7 năm 2023. Bây giờ thì cùng đi thôi, chúc cả nhà có một ngày thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Bây giờ cùng khám phá với Trang nha. Đi theo lối này mình sẽ ra đây để mà ngắm một vài hình ảnh của bà con trong chợ nha. Hiện tại thì Trang đang di chuyển ra cái phía hướng tháp đồng hồ để cho cả nhà cùng cảm nhận một vài không khí của nơi đây nha. Và phía trước mặt cả nhà đây là công viên 30 tháng 4. Đường phía sau lưng Trang là đường 30 tháng 4. Và đi theo cái lối này thì mình sẽ về được ngôi chợ thành phố Sóc Trăng. Đi vào đường Nguyễn Huệ này cả nhà. Đây là một cái đoạn bắt đầu của con đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Sóc Trăng. Và cả nhà thấy xa xa bà con mua bán rất là nhộn nhịp đúng không? Bây giờ mời cả nhà cùng di chuyển xuống lối này ha, để mình đi khám phá ngôi chợ Sóc Trăng. Đây là từ phía bên ngoài sẽ có bán rất là nhiều trái cây luôn nha cả nhà. Một cái đoạn đường mà phải nói là đông thẳng tắp luôn, cả nhà thấy không? Từ xa nè, đông ơi là đông. Cô chú thì đang bán trái cây một cái đoạn ở bên ngoài. Những cái sạp hàng trái cây rất là nhiều luôn á. Cây nhà thấy hai bên không, bắt đầu không khí chợ quá nhộn nhịp. Chợ mình rất là đẹp nha. Trái cây bán nè cả nhà.
xoài giòn, xoài ngọt luôn. Đây là góc đường giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và đường Hàm Nghi. Và Trang được bà con giới thiệu thì cái đường ngõ ngách nào cũng đông hết, nhưng mà đi qua cái lối Hàm Nghi này thì sẽ về đi dài hướng xuống bờ sông luôn nha cả nhà. Và là chợ nông sản đó. Chợ nông sản Sĩ, chợ cải đó. Bà con ở đây kêu là chợ cải á. Đây là chợ trái cây, quá nhiều ở đây, trái cây quá nhiều luôn rồi. Này là chị bán bơ nè, bơ ngon quá, ăn liền 15.000 đồng một ký. Chôm chôm nhãn, chôm chôm Vĩnh Long, chôm Thái không à cả nhà. Buổi sáng ở chợ trái cây nè. Thôi xài 10.000 một ký xài thôi. Cả nhà thấy không khí của chợ là Sóc Trăng. Qua đây thì sẽ có mấy chị mấy cô bán bơ, bán đủ loại luôn. Giờ mình đi tiếp ha, cho cả nhà coi bơ ngon nè, dâu tây nè, mấy trái dâu tây Đà Lạt có 30 thôi. Bơ 30.000 một ký. Bán nhiều bác sĩ thì nhiều hơn. Bơ ăn liền 25.000. Cái này bơ 304 hay gì? 034 chứ. 034. Dạ. Ở đây trái cây quá nhiều luôn. Dạ, chợ mình quá nhộn nhịp. Rồi mình đi tiếp. Em chúc anh bán đắt nha. Dạ, em cảm ơn. Này cả nhà thấy hai đoạn không? Bà con đi chợ nè. Ở đây cũng người Khơ Hoa, người Khmer rất là nhiều luôn. Có hai lối để mà đi. Dạ. Đi theo lối này bán quần áo nè. Đoạn đầu thì là trái cây nha cả nhà. Em chào chị. Đây. Đó, bên. Có những cái mặt hàng như shop quần áo. Ủa cô, cái này là rau nhút đó hả cô? Dạ, rau nhút đó cả nhà. Rau nhút đọt non. Bán đắt nha cô. Dạ, con cảm ơn. Quá trường chạy trái cây nhiều luôn đó cả nhà. Để trái cây nhiều quá. Đủ loại luôn. Bán đắt nha. Dạ. Đây là vải nè, vải thiều. Chợ mình rộng quá, đi hướng nào cũng đông hết trơn luôn. Vải nha. Bà con đi chợ liên tục, giờ này cũng chưa trưa, cỡ 8 giờ hơn rồi. Chợ nhộn nhịp. Ở trong này thì ngoài những cái khu trái cây ra thì sẽ có những cái khu bán tô, chén, dĩa, đồ sành sứ. Để Trang quay một góc máy nhỏ cho cả nhà coi rồi Trang đi tiếp cái đoạn trái cây cho cả nhà xem. Đây là cái đoạn bán đồ đồ cúng á, bông hoa luôn nha cả nhà. Đoạn này là bông hoa. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp cái đoạn trái cây bên đây, cái đi cho giáp vòng cái đó. Cả nhà thấy bên ngoài đông không? Măng cụt, nhãn xuồng Vĩnh Châu, hạt tiêu 25.000, mãng cầu 30, phần bon 50, đặc biệt ở đây đã giá hết rồi cả nhà. Chôm chôm 25, táo tàu đặc sản. Rồi táo tàu em ơi. Dạ táo tàu đặc sản, bán đắt nha anh. Rồi dạ. Ok em. Đây là mận Hà Nội, cherry. Chợ mình trái cây ngon quá hả? Đó. Như mận này bao nhiêu một ký rồi? 40 rồi em. Dạ 40.000. Mận Sapa. Dạ mận Sapa. Táo nè, đó. Măng cục nè. Bên đây là nho. Cherry. Cherry, cherry dưới này, nho trên. Dạ, này là nho ngón tay ha. Ngón tay. Quay luôn cô chủ này nè. Con chúc hết ra bán đắt nha. Dạ rồi, cảm ơn nhiều lắm. Đây là bòn bon nha cả nhà. Bòn bon nè. Thanh long nè. Và trái cây ở đây đặc biệt là bà con sẽ treo lên như vậy đó nè, nhìn dễ thương ghê ha. Đó, cả nhà thấy không? Nho được vô bịch nè.
những cái chùm nho ngón tay bà con sẽ treo như vậy đây. Đó, chợ thì bà con đi chạy xe vô để nho nè, không hạt 100.000, dạ nho không hạt 100.000, không hạt là 80.000, có loại nho nhỏ nha. À, ngón tay là 120, nhìn dạ quá đẹp luôn đó cô. Đó, nhìn chùm nho nè cả nhà. Nho này ăn nó ngọt, không có hột luôn. Chợ mình là đông suốt ngày luôn hả cô? Dạ, ừ, chợ mình đông suốt ngày. Dạ. 8-9 giờ mới hả? Dạ, quá chừng đông luôn. Dạ. Dạ, dạ, chứ còn đông nữa. Dạ, dạ, nguyên cái đạo này là chỉ bán trái cây thôi đúng không cô? Trái cây. Dạ. Có rau lợi. Con ở Đồng Tháp xuống. Dạ. Quay con... này giờ dễ đâu? À, dạ, con đang YouTube á. Dạ. YouTube. Cái này là đào đúng không cô? Đào tiên. Đào tiên, thơm quá nè. Dạ, mặn sa ba. Mặn sa ba cả nhà. Nó giòn hết sao cô? Giòn hơn. Dạ, nó như mặn Hà Nội hả? À, ngon hơn Hà Nội. Ngon hơn Hà Nội luôn. Này, mặn sa ba cả nhà, 40.000 một ký thôi. Con chúc cô bán thiệt đắt nha cô. Dạ, con cảm ơn ạ. Đây, một cái đoạn chợ cả nhà thấy không? Rất là đông, để chân lui lại đây cho cả nhà coi. Đó, đây là góc máy rồi bên trong của cái bán trái cây. Bà con bán nguyên một cái đoạn luôn. Và đi theo cái hướng trước á, cũng là một cái đoạn để mà tẻ theo được khu nhà lồng nha. Chôm chôm, cát lợi chôm chôm 15.000 một ký, cái nhà hỏi thì 10.000, thanh long nói chung là trái cây miền Tây mùa này rất là rẻ. Trái cây nè, ngập tràn trái cây luôn nha cả nhà. Nó là thiên đường luôn á. 35.000 trên chân thái. Hạnh nè, thanh long nè, đủ loại hết. À, mãng cầu luôn 10.000 một ký. Trái ngoài này rất trong đó thì giá cao hơn. Đó, mãng cầu na nè. Mãng cầu là mãng cầu, na là nó là một mà. Thì theo vùng miền người, có người gọi mãng cầu, có người gọi na cả nhà. Này là quýt. Quýt đường. Cái đoạn bà con mua bán rơm rã. Phía sau lưng Giang là cái đoạn kẹt xe cứ nhắc luôn. Bây giờ mình đứng hơi thông thả để mình ngắm trái cây cái đã. Này quýt út. Rồi vải nè. Vải hơi khô một xíu. Mặn. Các loại để chen vô đây ha, quá trình chợ đông khủng khiếp. Đó, cái cây này cây chợ này chắc là chợ du lịch luôn, tại vì bà con sẽ về đây để mà mua những cái loại trái cây hay là đi thưởng thức những đặc sản Sóc Trăng á, thì bà con cũng về đây luôn. Chợ có tiệm vàng. Trời ơi, chợ đông dữ vậy ta. Tự Khmer đi chơi nhiều lắm. Này cái con đi sinh nhật qua đây đó. Quá trường đông luôn. Cả nhà thấy không? Mãng cầu, thanh long, rồi mùa trái cây mà nên là ở đâu cũng vậy. Về miền Tây mùa này thì thích hơn. Đó, cả nhà thấy một đoạn đó, để cho quay cho cả nhà coi một cái đoạn. Trang đứng nép vô một đoạn của ngôi chợ cho cả nhà cảm nhận rõ rệt được không khí của bà con nơi đây ha. À, người mua kẻ bán luôn bận rộn. Cả nhà thấy nhiều nhất là trái cây. À, mùa này đây, để mình đi xuống cái đoạn là thiên đường trái vải nha, một cái đoạn trong chợ Sóc Trăng nè. Để Trang di chuyển cho cả nhà coi kỹ. Vải là vải không mà trang trí rất là đẹp luôn á. Hộp tiêu 25, tiêu 25, chôm chôm. Ngoài chợ mà bán trái cây quá nhiều ha, thiệt. Ôi ơi, nhiều có thể là ngang ngửa với Stardust Đồng Tháp luôn á.
chừng trái cây ở Sóc Trăng nhiều hơn những gì cha nghĩ. Thường thì cha nghĩ là trái cây phải là Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, nhưng mà riêng về Sóc Trăng lần này thì cha hơi ngỡ ngàng về chợ trái cây của Sóc Trăng. Quá ngon. 8 ngàn, 2 ký bằng 5. Đây phải không? 8 ngàn hả? Em quay YouTube vậy. Em đi chợ quê các tỉnh miền Tây. Hộp tiêu 25. Nhãn này các bạn. Hộp tiêu 25, chỉ hộp tiêu 25. Em chúc chị bán thiệt đắt nha. Dạ. Rồi mình cùng đi. Hộp tiêu 25. Bà con bữa nay ai bán cũng bận rộn hết các bạn. Xoài đi hoài chưa tới đâu. Bên đây có thanh long, thanh long xanh mùa này thấy hơi lạ ha. Đây là mãng cầu, mãng cầu rồi đặc sản là ba khía nè, không có ba khía dưa muối thấy ngon ghê ha. Ba khía mặn. Ở về ở đây thì ba khía nhiều lắm. Sóc Trăng, Bạc Liêu rồi mấy cái này nhiều, Cà Mau đó các bạn. Rồi đi vô đây, đây là dừa khô. Dừa khô nha. Nguyên một cái dãy nhà phố nè, nhà thấy. Ở trong chợ luôn, đẹp không? Cái này cũng hơi đứng bóng ngắn nè. Trái cây kỳ lạ là trái cây sân quá nhiều nha cả nhà. Nguyên một cái đoạn vẫn là trái cây đó. Bây giờ Trang qua đây cho cả nhà coi cái đoạn này, là chợ này chắc là gọi là chợ chạy. Rau nè. Mấy cô bán đây chắc là di chuyển liên tục. Đây có bắp nè. Những cái quay gánh rất là dễ thương nha. Bắp nếp, bắp. Nguyên cái đoạn này cũng đông nữa nè. Giờ để Trang đi, Trang đi qua đây cho cả nhà coi cái khu chợ chạy. Chợ bà con bán trái cây quá nhiều so với những gì Trang nghĩ. Rồi chợ Sóc Trăng đó, xoài nè cả nhà. Thấy nắng gắt nè, 9 giờ thôi. Các cô chú thì bán hành tỏi nè, ai cũng bận rộn. Có mình Trang đứng đây mà không bận nữa. Không bận rộn nữa cả nhà. Đó, đi từ từ cho cả nhà coi cho biết. Trong mình đi đường xá xa xôi xuống đây ngắm cảnh. Đây là cốc nè, vừa trái cây luôn. Xoài cốc 10.000 một trái, ở 1 ký. Xoài thì 5.000. Cốc này cốc hái nha. Trời ơi trái cây quá nhiều luôn. Nãy giờ thì Trang chưa, hình như là Trang chưa có quay cái cổng chợ cho cả nhà coi đúng không? Một bên nhà lồng nè. Khu A thủy sản, thủy hải sản. Để đi dài theo cái hướng này cho coi là con bán những gì. Một bên đây Trang thấy á, về quê này á, Trang thấy có bán một số cái chỗ rồi đó. Nhãn nhìn ngon ghê luôn, 35.000 ký. Nhãn xuồng ở khu nhà lồng. Mình có mấy cô người Khmer bán rau rồi. Nắng quá nắng. Này nếu mà đi sáng sớm rất là đẹp. Thời gian xuống đây cũng hơi xa. Đi phải là 3 tiếng hơn nữa cả nhà, hơn 3 tiếng hồ mới tới được. Ồ. Ba khía sống ha chị. Dạ. Cho em coi chút nha. Cái này về đây thấy nhiều quá. Cái này mình lấy dưới biển về hả gì chị? Cà Mau chị.
Mau, Cà Mau luôn. Cà Mau với Bạc Liêu với mấy cái này nhiều. Dạ. Bạc Liêu chứ Bạc Liêu nó không ngon bằng Cà Mau chứ. Dạ hả? Dạ. Bằng Cà Mau. Dạ, nó ngon luôn. Bạc Liêu ở đây mình có giá không chị? Lúc này giá rẻ chứ. Dạ. Tại vô mùa á chứ. Dạ, khoảng bao nhiêu một ký rồi chị? 100, con này lớn quá nè. Bữa em đi dưới Gành Hào thì con nó nhỏ không có được về đâu. Dạ. Cà Mau thì cũng dạ. Dạ, con này lớn. Cái này về luộc ăn ha. Dạ. Luộc. Ngoài luộc còn làm gì được nữa không chị? Rang me, rang muối ớt rồi. À, rang me, rang muối ớt. Nóng canh chua đồ ngon lắm. Dạ. Rồi, em chúc gia đình mình sức khỏe bán đắt nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Dạ. Ba khía muối luôn nè nghe cả nhà. Là ba khía muối. Muối các loại. Đây cô bán chả, bán đồ luôn. Nè, ba khía trộn sẵn cũng có. Có nguyên cái đoạn này bán tỏi nè. Tỏi tiêu, tiêu sọ. Ở đây cô mấy cô bán bánh này như bánh bía gì nè. Đó. Bánh xôi. À, để mình đi tiếp là khu bán nem nướng khóm nè, khóm này nem nướng nè, chứa nấu nè, chợ bán quay gánh nè, về những cái khu chợ của người Khơ Me thì sẽ có quay gánh, người gánh gì đó. Bà con người Khơ Me trong chợ rất là nhiều luôn. Chanh phai nè, vậy không khó để bắt gặp những cái quay cảnh vậy nha cả nhà. Nhà lồng thì cao ráo, khu bên đây cũng là khu nhà lồng, khu nhà lồng của khu B. Nãy rồi mình đi từ cái khu A thủy sản ha, cái gian quay lại cho cái này ha, khu này khu thủy sản nè, rồi ngược lại thì sẽ là khu B, khu thực phẩm tươi sống, và phía bên ngoài thì sẽ bán những cái mặt hàng như là đầy dép đồ cũng có luôn nè, ba khía, dựa ba khía, đúng rồi, ba khía nè, đủ loại. Về đây đặc sản thì thấy cũng nhiều á. Ngay trong chợ thì có những cái lò than củi hả, bánh trái trà hoa quả, cũng như bao cái khu chợ thành phố khác. Sạch bánh xương xa, xương sáo, xa xương sáo, bánh tét, chè trôi nước, bánh bía thì ở đây có bánh bía không hay viên. Một chút nếu mà chiều nay về sớm thì Trang ghé vô chỗ bánh bía thì cái này coi. Đây là bông hoa, các loại hoa, hoa hồng có, hoa cúc có, hoa đồng tiền có, măng nè, rồi trái này là trái dưa gan, các sạp khô nha. Nói chung là chợ lớn thì cả nhà cũng hình dung ra được rồi đó. Hình dung ra là nó nhộn nhịp và cái sức mua bán nó ồn ào, nó náo nhiệt và nó gấp rút như thế nào ha, để mà hoàn thành được một cái phiên chợ để mà bà con mua và bán. Nắng quá hả cô? Nắng quá. Dạ, quá nắng luôn. Thì cô bán bánh tét hả? Dạ, bánh tét nhưng ngọt, nhưng đậu mỡ. Dạ, quá ngon luôn cô ơi. Đó, cả nhà mua bánh tét ghé đây mua ủng hộ cô nha. Cô bán chắc lâu quá hả cô ha? Lâu rồi. Dạ. Cái đoạn này được bán không hay là mình phải di chuyển liên tục? Ngồi đây không à. Dạ, dạ. Rồi con chúc cô bán đắt. Dạ, tại con đi xuống đây hơi trễ nên giờ hơi nắng rồi. Dạ. Cô về nè. Như ngọt như nhưng đậu mỡ. Mỡ như ngọt. Bánh tét ở đây có cái đầu lớn,
đầu nó tròn tròn. Dạ. Dạ. Dạ, có bánh tét chan bìa luôn. Như vậy là bao nhiêu một đòn cô? 20.000 hà, rẻ đó, đòn này lớn nè. Dạ, cô gói cái đòn rất là lớn luôn á. Dạ. Bánh ngon. Rồi con cảm ơn. Đó, bà con đi liên tục cả nhà thấy không? Rồi để mình đi dài xuống dưới này. Dài xuống đây là ra được chợ cá đó cả nhà. Để đi xuống dưới đây ha, chợ nông sản chứ, cây cày quá nhiều, người dân Sóc Trăng nữa, cây cày quá nhiều, bánh các loại. Ở đây mà nghe nem Lai Dung hàng gì nãy giờ nó cứ văng vẳng trên tay Trang à, nem Lai Dung đặc biệt thơm ngon, thì ra là đặc sản quê hương mình, Đồng Tháp. Về tới Sóc Trăng rồi mà vẫn nghe được cái âm thanh gợi nhớ quê hương thì rất là đặc biệt luôn nha cả nhà. Đây là cái khu bán mây tre nứa, những cái đồ mà xưa cũ kỹ và dễ thương dễ nhớ. Đó. Chiếc quạt mo nè, mẹ nuôi khôn lớn nè cả nhà thấy không, quạt mo quạt lá dừa. Đây là đồ sành sứ. Cái khu này mát nè, bà con sẽ bán len lỏi trong những cái hẻm như vậy, những cái xe mà di chuyển lưu động. Ra là bà con là người Khmer, thấy máy bay thì bà con cũng rất là ngại luôn, và di chuyển thì rồi bà con nghĩ là sẽ bị phạt á, lý do là do bán cái khu vực này là khu vực chạy không có được bán rồi. Các loại khô chợ này rộng quá đó. Bây giờ đây coi mấy cô bán gì đang ăn hàng, một đàn lợn ủn nhà ủn hiển, hồi dễ thương quá cả nhà, mua rồi thì đã heo không đã đập nhà đó, dễ thương ghê không. Nhà nón nè đó, bán đủ hết đồ luôn á. Nay cô bán gì, bánh chuối cho bánh nè, bánh bột bán vậy thôi nhỉ. Để đi qua đây cho cả nhà coi. Bánh chuối. Bột bán, bánh phu thê nè, bánh chuối. Bánh bèo. Đó là một cái đoạn chợ quá dài nên đi hoài không hết cả nhà. Đi nãy giờ là sương rồi đó, 20 mấy phút rồi mà cũng chưa có được nửa chợ nữa. Bây giờ thấy ở dưới xa kia nhà chợ nông sản, nhưng mà nãy giờ thì Trang thấy đoạn nào cũng bán trái cây thôi, toàn là trái cây. Xa sạp cá cũng là trái cây đó. Đây là khô cá mặn nè, mấy cái dừa khô bán đắt nha cô. Dạ, cà khô, tôm khô, các loại khô này mình lấy ở biển nào cô? Vĩnh Châu ha. Dạ, Vĩnh Châu trở về quá chừng ngon luôn, khô mực đó. Cả nhà mua khô về trong chợ Sóc Trăng nè, cô bán đây nguyên ngày luôn hả? Dạ rồi, con cảm ơn. Khô đây cũng ngon lắm cả nhà, đây là đồ gần đồ biển. Dạ. Bơ trái cây, nguyên một gian hàng trái cây. Như Trang thấy xa giống như là có cái đoạn mà trật tự dẹp như vậy. Đây là mận, táo. Khu
hỏi bánh mì đi. Cái này là bánh mì gì cô? Bánh mì xíu mại. Xíu mại hả? Ở trong đó con thấy cô làm nhân củ sắn hay gì vậy? Lạ quá ha. Con coi thử coi. Hồi xưa mà. Dạ. Này là bì nè, con biết nè. Bì. Rồi cái đó củ sắn xào hả gì cô? Củ sắn xào đó con. Dạ. Củ sắn xào với nước chan. Cá mòi. Cá mòi à, quá ngon luôn. Để ớt không con? Dạ, phải ớt con. Cô bán bao nhiêu một ổ? Ổ 12 con. Dạ, một ổ 12 ngàn nha cả nhà. Cô bán đây nha, luôn nha. Ngay góc đường chỉ bà con về. Ổ bánh mì đặc biệt luôn. Bánh mì quay gánh của cô nha cả nhà, về ghé thay mua. 12 ngàn. Đây, con gửi tiền cho cô nè. Thấy thơm quá trời ơi. Chợ mình bán nguyên ngày đông mà hả cô? Chợ mình bán nguyên ngày đông luôn nha. Đi đi thẳng xuống dưới này là ra chợ cá hay gì cô? Chợ cá đi hướng nào? Dạ đi. Đi ngược vô đây hả? Đi thẳng xuống nha. Rồi con cảm ơn. Dạ dạ con cảm ơn nhiều. Để đi xuống chợ cá cho biết chợ cá ở Sóc Trăng. Giờ này Trang đi Trang thấy cảm nhận nhớ nhớ Cao Lãnh quá. Dạ, đây là bán xương xa hả gì bà? Dạ xương xa bánh lọt bánh canh luôn. Dạ con đi chợ tham quan, con lần đầu đi xuống chợ Sóc Trăng. Ở đâu vậy? Con ở Đồng Tháp lận á, xa lắm. Dạ. Ôi bà tiếng mấy đó. Dạ. Đây à, bà bán xương xa rồi có rau câu luôn hả bà? Xương xa bánh lọt. Cái hộp trắng cái hộp đỏ đỏ này là gì vậy? Bột bán hả? À, hộp đậu nhìn đẹp quá ha. Hả? Xương xa. Bà làm nhìn cái con á nhìn nó đẹp. Quay đi chơi gì đi về cho người ta coi đó. Dạ. Cho bà con xa quê coi đỡ nhớ quê. Dạ. Rồi con chúc bà bán đắt nha, chúc bà sức khỏe. Dạ. Giờ Sóc Trăng mình thường có đặc sản gì bà? À, trăng đặc sản bánh bía. Bánh bía, dạ. À, lạp xưởng. Lạp xưởng. À, lạp xưởng ở đây cũng ngon hả? Ngon á. À, dạ. Để chút con đi con mua thử. Dạ, con cảm ơn. Đó, vô trong đó đó. Dạ. Đi theo hướng này rồi vô chợ cá không bà? À, đường này đi thẳng xuống luôn. Chợ cá. Đường này đi thẳng xuống nha. Rồi, thẳng xuống luôn. Dạ rồi, con cảm ơn. Có chợ rau cải thì biết. Dạ, chợ rộng quá, nãy giờ con đi không hết nổi. Trời ơi, đi nhà chưa hết. Dạ, đúng rồi, chợ lớn quá, lớn luôn. Dạ, con cảm ơn. Ở Đồng Tháp, tới ngày cúng, chữ xuống đây bán bông giá. Dạ, ngày cúng là ngày lễ Tết. Dạ, 11 rồi đó. À, dạ, dạ. Con ở ngang Sa Đéc đó, gần cái làng hoa đó đó. Dạ. Ở Chánh Hoa nhiều. Đồng Tháp cũng gần đó. Dạ, đúng rồi. Rồi, con chào bà. Dạ. Đây bây giờ nhìn tổng quan nữa. Ở bên đó là buổi tối là cái gì bà, chợ đêm cái gì? Buổi tối bán cà phê, bán đồ ăn. Dạ bán đồ ăn thôi ha. Chợ đêm. Dạ. Ban ngày ở bển bán gì bà? Ban ngày là rau cải. Rau cải là bán sáng đêm luôn đó, đúng không bà? Phải không? Đó bên bển là mối sỉ rồi đó. Dạ. Chợ đầu mối. Dạ dạ dạ. Dạ con cảm ơn. Chợ đầu mối. À, nhà. Ở đây có món bún gỏi già nó Trang thấy là nhưng Trang chưa có mua nha. Để dừng lại đây cho nha. À, trong chợ nè. Ồ bên kia bán trái cây, bán rau củ quả gì cũng nhiều quá trời luôn nè. Đây là cái rau, rau thuốc nam. Bây giờ mình đi tắt theo cái đường này để vô chợ cá đi. Ở nhà thấy cái đoạn đường ở bên ngoài nè. Ở đây đặc biệt là những cái hẻm, Trang không có bảng để tên đường nha. Chỉ để cái hẻm vậy thôi. À, đây là chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng. Ở dưới thì hai bên sẽ là bán đồ ăn, bán bún nước lèo, bán cơm sườn nè, bán gỏi cuốn nè, cháo nè, cháo lòng các loại luôn. À trong đây có lạp xưởng nè, nghe nói lạp xưởng ở đây rất là ngon nên Trang vô đây chắc có thể là mua một đoạn. Mua thì sắp không nổi luôn cả nhà. Đoạn đường thì quá xa. Đây là lạp xưởng hai bên đó, xưởng màu sơn dài có.
Dạ, tôm khô. Đó, thì vô đây cho cả nhà coi. Đây là có cải muối nè, sa bấu nè, đặc sản hết luôn cái nhà, mắm lóc nè. Đây là trong khu nhà lồng nha. Đó, để qua đây mua lạp xưởng thôi. Lạp xưởng này là đặc sản của mình đó phải không? Dạ. Đây cho cả nhà coi. Đây là đặc sản của Sóc Trăng. Dạ, đặc sản Sóc Trăng luôn. Thường ở trên con thì có trên khúc cây lậy Tiền Giang rồi đó, con thấy cũng lạp xưởng nhiều lắm, cặp quốc lộ 1A. Cái của Tiền Giang rồi là lạp xưởng thường. Dạ. Cái này là làm bằng gì cô? Thịt, còn của Tiền Giang là nó cá rồi, chả rồi. Dạ, nó pha ha. Nó loại rẻ tiền. À, một cái tròn với cái dài cái nào ngon hơn cô? Hai cái này thì nó ngon giống nhau mắc tiền, còn cái này thì nó mỏi nhiều nó rẻ tiền. À. Như cái này là bao nhiêu cô? 250 ngàn một ký. Cái dài bên kia cũng vậy luôn. 250 luôn. Dạ. Chỉ có cái là người ta làm khác hình thôi hả? Hay là niêm gia vị khác cô? Gia vị thì cháu cũng làm một cái mỡ nhiều với nạc nhiều. À hả, ý con nói là cái ngon này nè, hai cái ngon này nè. Nạc nhiều. Dạ. Ờ, còn cái rẻ tiền thì mỡ nhiều. Ai thích ăn mềm thì ta ăn cái mỡ. Dạ. Đây là khu lạc xưởng nè. Nó mặn không cô? Không, vừa ăn à. À, ở đây cô có bánh phồng đặc sản Sóc Trăng luôn nè. Dạ. Ôi, bánh phồng bà ngó kìa. Cái loại đó là rất là ngon. Cô bán ở đây giờ nhiêu hộp rồi cô? Nó tùy theo loại, hàng đặc biệt và hàng loại hộp cơ, nó giá khác nhau. Dạ. Cái hộp bà ngó đó cô bán nhiêu một hộp? Cái này là 280 hàng đặc biệt. 280 hàng đặc biệt. Một hộp đó là 1 ký hả cô? Nửa ký. Nửa ký 280 hả? Nửa ký 280 nè. Bánh phồng đó rất là ngon, có lần con đi thành phố mua không đúng. 280. Lạp xưởng. Thôi ăn lạp xưởng đi, tại bánh phồng đó nhà con còn. Cô lấy con nửa cái lạp xưởng này đi. Vậy là đi đúng chỗ rồi đó. Tại vì con nghe giới thiệu Sóc Trăng thì con nghe nói thì lạp xưởng ở đây rất là ngon. Còn cái bánh phồng con ăn rồi, bánh phồng phải nói là bà ngó là rất là ngon luôn á. Quảng Trân với bà ngó cô bán, cô thấy cái nào ngon hơn? Dạ hả? Nó phao sớm hơn, còn cái này nó hơi lợn còn nó không. Rồi cái nào mắc hơn? Nó bằng giá thôi. Dạ hả? À, mà cái này nó sớm phao hơn. Con mượn cái hộp bà ngó đi. Đây em giới thiệu đặc sản Sóc Trăng cho cả nhà coi. Phải nói là cái bánh phồng này rất là ngon nha cả nhà. Lê Dũng, khóm 3, phường 4, thành phố Sóc Trăng. Đây là bánh phồng dài và tôm của nó rất là ăn, rất là thơm. Chiên nên cái bánh phồng phải nói là rất là đặc biệt mà rất là giá cao ha. 380 hả chị? 280. Nửa ký thôi, 280. Nhà Trang còn, tại đợt đó Trang đi mua còn nhiều quá. Nè em gửi, cả nhà có về đây thì ghé mua đó. Còn đây là tôm khô. Tôm khô nữa nha. Con lớn con nhỏ. Lạp xưởng sản ở Sóc Trăng. À, của con bao nhiêu cô? 125. Dạ, cô hỏi giùm con. Con về con ăn thử ha. Dạ hả? Để con về con ăn giới thiệu bà con lạp xưởng Sóc Trăng. Cô có lạp xưởng Quảng Trân nữa kìa. Khô các loại. Để mua rồi chăm sóc sẽ không nổi nữa nè. Còn lại 300 ngàn. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ, con chúc cô bán đắt nha. Dạ. Dạ. Rồi, con chúc cô bán đắt nha. Dạ. Cảm ơn cô, em chào chị. Chào cô. Hai cả nhà, hai bên đều bán lạp xưởng nha. Và Trang nghĩ là về tới Sóc Trăng thì cả nhà ghé vô trong khu nhà lồng mua thưởng thức đặc sản nha. Chỗ nào cũng ngon hết. Có số điện thoại nè. 0793826272 là quầy của cô Kim. Còn quầy cô Dòi bên đây là 0793823190 thì đều bán khô, lạp xưởng và các loại. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới này ha. Đây là khu nhà lồng. Rồi, ở đây mát á, này đi thẳng xuống dưới chợ cá. Đây là cái khu đồ ăn uống nè. À, đi ra bên ngoài lại là trái cây nữa. Thì chả nhẽ đặt cái tên chợ này là chợ trái cây. Bởi vì quá nhiều trái cây.
chợ trái cây Sóc Trăng, chợ trái cây toàn tập, tập nào cũng là trái cây. À, cả nhà thấy không, nhộn nhịp từ khúc bên ngoài luôn nha, từ khúc này nè đã nhộn nhịp rồi nè. Nhà thấy không, ôi đây cá, cá cá rồi sao mua về ta. Trang thì có cái thùng xốp rồi, phải vô nước đá được. Đây đi ngược ra bên ngoài nè cho cả nhà coi, ba khía đây. Dạ, đó cả nhà thấy không, bên kia lúc nãy mà cô chỉ Trang là cái khu đó bán đồ chợ đêm đó, và cái khu bên đây nè. À, trời ơi chỗ nào cũng đông hết trơn. Đây là chuối chiên, mè đen nước cốt dừa, đặc sản của Sóc Trăng, đặc sản Sóc Trăng, trái 8 ngàn, dạ, nhìn cái trái 15 ngàn, nhìn là chất lượng đó, nó phồng và nó em giàu. Em nào đi du lịch về ghé Sóc Trăng ăn chuối chiên mè đen nước cốt dừa, địa chỉ là 76 Đồng Khởi, 19 Bình Phước, Sóc Trăng. Dạ. Có bà khéo luôn. Dạ. Không, nhìn trái chuối rất là khéo luôn á. Nó phồng lên là chỉ có Sóc Trăng là mới có cái này thôi. Quá ngon. Đó, nhìn chị gái là đang ép rồi. Thấy con bé mà nó ép chuối rồi nó cũng thấy người ta đi vô, người ta đứng là ta ép vô không nói rồi, thấy gì nè. Dùng hết công lực á. Rồi cá cua, cá cua, rồi trứng vịt chả chiên. Dạ. Muốn mua lắm nhưng mà không biết sao sắp ra xe nổi, cá mổ hả? Không có, với cái này nè. Xe chạy vô đây được luôn. Để đi dạo vòng cái đi. Cứ mua thì mua ở đây đi. Dạ. Xe chạy vô đây được nè, dạ. Đậu bên đó. Đó chạy vô đậu bên đó, qua đó. Con ở Đồng Tháp xuống. Ở huyện nào? Ở huyện Cao Lãnh. Đây có bà con ở Tâm Nông. Dạ, Tâm Nông xa, em ở dưới này luôn. Dạ. Của chỗ chằm chim á, đi ồ, vô. Em có quay chỗ chằm chim rồi. Mới đi trở về mấy bữa. Dạ, xa ha. Xa dịu dợi không? Dạ, dịu dợi luôn. Vui. Dạ. Ở dưới đây ta đi lên, ở trên đó ta đi xuống nữa. Dạ. Chuối chiên, dầu rộm luôn, mò đen nước cốt dừa, sản Sóc Trăng, chả cá, chả cá luôn. Đây cho quay chả cá luôn. Chị Đồng Tháp xuống nè. Đồng Tháp đi xa lắm đó. Đây là cá tôm nè, qua đây coi chả cá chứ. Ôi ngon quá. Ôi. Không, dạ. Đó. Rồi đi qua quê dạ. Coi dưa mắm nè. Đặc sản luôn, cho cả nhà coi. Ổng ngại kìa, ổng đi luôn rồi kìa. Đó không? Vậy để sau này em bán cho. Để sau này em bán cho. Đây là dưa đủ. Đủ đủ, có mua 5.000 ký bán 150. Dạ. Rồi em cảm ơn. Dạ. Đặc sản. Bánh này, các loại bánh quê này cả nhà. Đó, ít bánh tét nè. Để đi lại đây coi cá. Dạ. Khía này rồi. Lại đây coi cá. Rồi, cá ngon quá. Thơm này cả nhà. Cá thấy ngon quá à. Ồ, cá chẽm nè. Về đây là Trang thấy đồ biển quá nhiều luôn. Đâu giờ anh đi ông lộ. Cá chẽm cả nhà thấy không? Rồi bên đây là cá ngát nè. Rồi cua biển nè. Tôm nè. Tôm sú, tôm đồ đủ thứ loại luôn. Mấy cô gánh rồi gánh nè. Thôi đi dài xuống em nhậu nắng quá đó. Chuối nè, nhà thấy cái cây không? Táo. Chuối cao nè, cao ngon quá ha. Đó, nguyên một cái chợ cả nhà thấy bán không? Xa xa có mấy cô bán bán xe chạy. Cái này chợ cá biển, nhiều loại lắm. Tép tôm rồi nè, đây là chợ chạy nha. Nấm rơm. Ô lương. Hả? Chợ.
đi dài xuống dưới này cái cả nhà ơi. Lên. Bữa nào có lóc. Đây là ốc. Ốc với cộng cộng năng bồn bồn. Đây là cô bán đặc sản không nè. Dạ. Năng với bồn bồn. Dạ con cảm ơn. Khô nè. Thôi giờ đây khô với lạp xưởng nhiều thiệt á. Khô lạp xưởng. Rồi mình đi xuống dưới này. Đi dài xuống dưới này. À, con cũng rất là đông đúc nè. Mình đi xuống dưới này cho cả nhà coi. Đây là cái khu nông sản mà con thấy giống như là sỉ luôn á. Nãy giờ vẫn chưa thấy cái cổng cả nhà. Nên mấy cô dọn ra dọn vô này chắc có trật tự thôi nè. Dạ. Xe chợ này rất là rộng nha cả nhà. Rộng quá. Đây người Khmer nhiều quá. Có chú bị bệnh lạ nè. Ui thịt heo rồi, tiêu chân rồi. Đỡ quay chúng. Hình như Trang nhớ là Trang có coi một đoạn clip có quay chú đó. Ở đây là bông đặc sản nè, cộng năng rồi nè đó. À, cái nhà thấy không, ngóc rất là ông đông không hẻm nè. Đây là cua biển. Dạ, yeah, bán đất nha chị. Dạ. Yeah. Quá ngon. Cho cả nhà coi cua biển. À. Cua này cua Cà Mau hả chị? Cua Vĩnh Châu. Cua Vĩnh Châu Sóc Trăng. À. Càng nó lớn quá chừng luôn ha. Như cua này là bao nhiêu một ký hả chị? Cái này 280. 280 dạ. Đó, à, quá ngon. Cua biển. Chú đang lựa cua ở chổng kìa. Tôm tép á. Quá ngon. Quá bự luôn. Dạ. Bán nhanh hết nha. Bán hết liền luôn. Dạ. Dạ em ở Đồng Tháp luôn. Dạ. Đồng Tháp qua đây chơi. Đó. Cái này là kêu là con cái này bạc non là bạc lúa. Kêu gì chị? Bạc lúa, bạc non. Bạc sông mình á. Bạc ha, tép bạc à. Tép bạc non. Rồi đúng rồi, bạc sông. Tép thẻ. À dạ thẻ. Đó. Thẻ bạc. Bạc khía luôn. Bạc khía là bạc khía Sóc Trăng. Bạc khía Sóc Trăng á. Bạc khía Sóc Trăng. Trọng chị dễ thương lắm. Rồi em chúc chị sức khỏe bán đất hơn. Dạ. Dạ em đi với gia đình. Đi với gia đình. Ui sao giúp giờ. À. Dạ em đi giờ trong ngày. Trong ngày không? 3 tiếng rưỡi á, một bạn á, một bạn là 3 tiếng mấy á. Dạ. À, cua biển nè kìa. Cua biển ở Vĩnh Châu. À. Yeah. Quá đẹp luôn. Dạ. Cua ở đây vậy là rẻ đó. 200 mấy cũng được. Dạ, chút 300 mấy. Dạ. Em cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Mấy chị rất là dễ thương. Đây là đặc sản cộng này là cộng năng. Còn ở trong là cộng bồn bồn cả nhà. À, sen các loại. Đây là có cái cộng lá giang nè. Cả nhà thấy không? Cộng lá giang ở giữa mà nấu canh chua. Canh chua lá giang. À, bán đất nha chị. Dạ em cảm ơn. Nghệ nè, khế nè.
Cái này lá giang lắm chị. Cái bên kia cũng lá giang phải không? Hai màu hơi khác nhau. Cái này lá giang nữa nè. Canh nấu canh chua. À, kênh YouTube của em là Trang Lang Thang. Trang Lang Thang. À, chợ mình quá nhộn nhịp luôn. Phải nói là rất là đông vui. Vừa bán cho khách thường rồi khách du lịch luôn. À, cả nhà thấy không? Rồi bán đất nha chị. Qua đây chị bán đặc sản không à, hãy cho cả nhà coi nè. Cái này lá rau mơ nè, còn này là lá chanh cũng bán luôn hả chị. Rồi lá chanh mình bán nhiêu ký? Dạ 50 ngàn. 50 ngàn. Bẻ cái này cũng khó nè cả nhà, tại cây chanh mà bẻ hư rồi nó không còn lá rồi sao. Rồi bẻ hết, nó hết ra trái luôn. 50 ngàn. Để cho quán người ta bán ốc rồi hả chị? À, ớt xanh. Dạ, có ớt xanh luôn. Vậy là đủ bộ ha. Ở đây em thấy rau của chị là chất lượng đó. Có lá cách, lá lốt đủ loại luôn. Dạ. Dạ. Ở đây mấy cô bán. Đây mấy cô bán là phải di chuyển liên tục nha. Hình như là cái đoạn này không được bán gì nên mấy cô phải chạy không à. Thấy một số cái sạp mấy cô bán nè. Đi qua đây. Hay là à, trái giác. Về đây mới thấy mấy cái này nhiều. Dạ. Trái giác kho cá nâu đúng không cô? Dạ. Nè cả nhà, cho cả nhà coi trái giác nè. Quá trời nhiều luôn. Trái giác. Đó, lá cắt nè. Lá giang nè. Ngải bún nè. Củ riền nè. Ôi đặc sản không rồi, chợ này đâu có thiếu gì đâu. Lá dứa, lá cẩm luôn. Có lốt chứ. Dạ. Dạ có vậy là đầy đủ luôn á. Dạ cô bán khô đất nha cô. Dạ. Nè. Dạ, rau nè. Lấy đi không có đòi tiền đâu mà. Đúng rồi. À, tàu hủ anh làm. Bán đất nha chị. Dạ. Chị kia thì tiền bạc không thành vấn đề rồi. Đậu phộng hả? Dạ, cái này chị. À cái chị. Này là, cái này tàu hủ. À. Cái này tàu hủ. À. Cái này tàu hủ ăn cái chén không? Dạ. Ăn thử đi. Này là đôi bạn thân nè, tiền bạc không thành vấn đề nè, nhớ rồi. Dạ, tàu hủ cọc như vậy. Đây là xì rau. Tàu hủ quá. À, còn bán súng súng dễ thương nha, còn đây mấy cái xe nè, xe bán cũng theo dãy măng bán xì măng đó cả nhà. Trời ơi Trang qua né xe rồi Trang nói gì Trang không biết nói gì luôn á. Cái này bán cái số khu B nè. À, cái này là món cô, cái này là thịt gì cô? Thịt kim tiền kê. Kim tiền kê là gà hả cô? Không heo. Heo hả? Tên là kim. Dạ vậy là nó là thịt nướng kim tiền ha. Kim tiền kê. À, cái này gì nữa, này quay gì? Kênh YouTube của con là Trang Lang Thang. À. Dạ. Trang Lang Thang hả? Dạ, Trang Lang Thang. Trang Lang Thang. Trang Lang Thang. Trang Lang Thang. Dạ. Trang này có nhà đầu tư rồi nè. À. Sao con biết? Em theo YouTube giờ này. Cô là bán ở đây hả? Bán sớm rồi. Dạ. Ở đây Trang thấy nhiều bán hiệu toàn là chữ người Hoa. Bà con ở đây người Hoa, người Khmer nhiều ha cô ha. Ha Khmer. Trang Lang Thang này là ở đâu? Dạ. Con ở Đồng Tháp luôn. Xa đó cô ha. Cô là người gốc ở đây luôn ha. Gốc ở đây. Dạ. Chợ mình đông quá cô, nhộn nhịp quá luôn á. Chợ lớn mà. Trái cây nhiều lắm. Con nghĩ là không có nhiều như vậy rồi con đi xuống lấy trái cây con hơi bị bất ngờ. Ở dưới đó phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Chảy dưới kia bán rau cải còn nhiều quá. Dạ. Đây mấy cô mấy chị bán nè. Đây là quầy thuốc bắc không? À dạ. Dạ. Đây thuốc bắc nha cả nhà. À. Rồi đi qua đây thịt nướng nè. Rồi con chúc cô bán đất nha cô. Dạ. Dạ con cảm ơn nhiều lắm. Hả? Nhà thấy không? Ở đây đồ ăn cái thấy ngon không à? Nem vậy là nhiêu cây rồi cô? 7 ngàn. Còn cái gà đó thì cây 50 ngàn. Ôi
kê kê hay kiếm tiền kê, Trang nói là heo mà Trang nói cứ gà hoài. 50.000 cả nhà. Bây giờ mình đi xuống dưới chợ nha cả nhà. Xuống dưới chợ cá. Dạ. Dạ. Rồi con chào cô, con cảm ơn. Dạ. Đây mình đi thẳng thẳng đây. Đó, cả nhà thấy không? Đỡ quá, đường đông luôn. Đây là khu B rồi. À, của hai bắp chín à, hai bắp chín đi mua trái cây ở chợ Sa Đéc à. Không vậy là cô có coi ha. Dạ con cảm ơn cô nhiều nha, giờ nhớ mở rồi ủng hộ con nha. Trang lang thang chợ Sóc Trăng có khoảng 2 ngày nữa có. Dạ con cảm ơn cô. Cỡ nhiêu ngày mới có? Dạ dạ có 2 ngày nữa con tranh thủ có. Dạ à, mấy cô có coi clip Trang có nhắc Trang đi bữa hổm với hai bác chính cho chợ Sa Đéc. Em quay YouTube vậy. Dạ bán đắt nha. Dạ do là hôm nay trời nó hơi nắng thôi chứ không là ngôi chợ sẽ rất là đẹp và dễ thương, bà con cũng rất là thân thiện nha cả nhà. Chỉ có cái là Trang di chuyển từ Đồng Tháp về đây thấy nó là quá xa rồi, cái Trang quay không kịp chợ sớm cho cả nhà coi, nhưng mà cũng cảm nhận được hết cái độ sôi động của ngôi chợ rồi đó cả nhà. Đi dài xuống dưới này sẽ xuống được cái ngôi chợ cá nè. Cá này là cá chả cá, thì thơm dưa cải, dưa cải người ta làm là có thơm như vậy nè mới ngon, dưa cải thơm quá. Hả? Chợ cá nè nó thì cá kém được. Chưa đi mình chưa biết hết được những cái nét đẹp ở đây. Mỗi một vùng đất có một cái thú vị riêng của nó. Cải chua nè. Đây là mực tôm. Bạch tuộc. Măng. Đồ hải sản. Ở đây thì cảng cá Trần Đề đó nè. Nhiều cá, có khoảng 1 2 giờ là có cá lên. Đây có bán cái hồ măng bí dầu nè. Tôi gãy cả nhà thấy người ta bán sắc đẹp ghê không? Mực. Bên đây chị bán đọt rau dớn luôn. Hay hải sản tươi sống luôn. So ra thì về Sóc Trăng thì nó còn nhiều hơn chợ Rạch Sỏi, lớn hơn rất là nhiều cả nhà. Trời ơi, ở đây là thiên đường đặc sản luôn. Dạ. Đăng bán đắt quá đưa lên YouTube luôn. Cái này là bán nắng quá đưa lên YouTube luôn nè, quá nắng rồi. Cái này là cá đầu đồng nè. Mấy chị bán đây nắng thằng nghiệp quá. Trang đứng nãy giờ Trang vừa đi vừa nói cả nhà coi một cái đoạn chợ nè. Chợ này chợ dài quá đi hoài không hết. Đi vô là thấy nãy giờ đi một đoạn quá xa luôn. Này là tôm nè. Đây là cá chạch. Đó, cả nhà coi cá chạch. Quá trời cá chạch luôn rồi. Thiên đường luôn. Cá chạch cơm ha chị. Chịch chạch ruộng ha. Cái này là mình lấy ở đâu nhiều quá vậy? Ở quê mình luôn hả? Ngã bảy Hậu Giang ha. Quá trường cá nhiều luôn á. Cái này mà mùa nước về đây chắc mê lắm á. Dạ. Như cá chạch này bao nhiêu một ký rồi chị? 350. Con này lớn á. Đó cả nhà. À, cá chạch nha. Em cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Thiên đường luôn. Cả nhà có thể mua về làm khô á. Nếu mà muốn mua cá chạch số lượng nhiều đi về chợ Sóc Trăng, chợ thành phố Sóc Trăng. Nhiều lắm nha cả nhà, hiếm có chỗ nào bán cá chạch nhiều vậy lắm. Đó. Cá chạch nè, con này là cá chốt mỡ. Con nào con ấy ú luôn. Cái bụng này cả nhà thấy không? Quá trời ngon. Như cá chốt mỡ này nhiêu ký rồi chị? Cá chốt đó 17.000. 17.000 hả? 170 hả? Bữa em đi chợ chợ gì của bà cô yêu, chợ không hả? Chợ Trà Vinh, đúng rồi, chợ Càng Long bán 200.000. Giống dày 200.000. Đó. Có chốt có giá, con này nó mập quá trường luôn rồi. Dạ. Rồi em cảm ơn.
nha. Bên kia chị có cá đối rồi đủ hết trơn luôn. Chợ cá đó. Rồi để chăn lui xuống đây nữa cho cả nhà coi. Đoạn quá dài luôn ha. Bà con bán hai bên. Tóc nập luôn, nắng quá gán lên nha con, nhanh hết rồi nha. Dạ. Cá đồng tông mấy loại cá vườn á, mấy cô bán Lấy ra rồi bán. Bán kiểu như không có cái chỗ cố định bán nữa nha. Nên là chạy chạy. Hỏi đủ đủ thôi. Gánh dễ thương không? Rau, bình bát rồi nè. Giờ là bỏ một chỗ luôn rồi. Ở đây còn xe gánh nhiều quá. Gánh lên nè cả nhà thấy dữ không? Đồ ẩy thì mấy cô sẽ bào sẵn rồi. Bán nhanh hết về nha cô. Dạ. Đây là rau. Nắng quá. Nắng này người ta còn muốn héo luôn, huống chi là rau á cô. Dạ. Dạ. Cô bán là sáng giờ đắt không? Dạ, bao nhiêu? Dạ, mua của người ta không à. Dạ. Con chúc cô bán nhanh hết nha. Dạ. Trời ngột nắng mà cả nhà chắc cũng không thấy được nụ cười rạng rỡ của cô đâu. Mà cô rất là dễ mến. Rồi xuống cuối chợ nè. Chợ cá, chợ tôm. Có nhiều nhắm luôn rồi cả nhà. Bán rau, bán đồ. Bây giờ bắt đầu chợ cá rồi. Có 10.000 luôn. Tới 12.000. Tươi xanh 12.000 luôn. Chúc em bán thiệt là đắt nha. Dạ. Tới bự 12.000. Quá chừng tươi luôn, chợ mình là chất lượng luôn. Rồi cảm ơn em. Tới bự 12.000. Đó, đây. Tôm nè. Kênh của chị là Trang Lang Thang. Trang Lang Thang hả? Ờ đúng rồi. Trang Lang Thang hả? Dạ. Chị đi quay chợ các tỉnh miền Tây. À. Có coi không? Có. Có hả? Em coi chị quay chợ nào. Đó, cái bóng chồng mà nhớ thôi. Nhớ cái lần đó coi lâu rồi chị. Dạ hả? Dạ. Ừ, chị quay chợ không à? Ừ. Có mấy cái chợ mùa nước nổi rồi luôn á. Dạ. Em là người ở đây luôn hả? Dạ, em là người ở đây ạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? 19 rồi. Ôi trời, hên quá, chị tưởng đâu mà hỏi ra hay gì nhỏ tuổi hơn. Chắc chơi. Chắc giật mình luôn á. Ngày nào 12, ngày nào em cũng bán gốc này hả? Dạ. Em có 10 luôn. Thẻ luôn. 12.000. Cả nhà về đây ghé mua tôm ủng hộ em trai nha, góc đường Đồng Khởi Nguyễn Huệ nha. Ngay cái cổng chợ, ở đây nhiều cổng nãy giờ Trang đi Trang rối chân. Đây là khu A nè, cuối với chợ cá nè. Tép bự 12.000. Trời ơi, tép nó tươi xanh luôn. 8.000 hả ta? Trời ơi, mua rồi làm sao sách ra nổi. Tép bự 12.000 thì trễ. Tép bự tươi xanh 12.000 luôn. Tép 8.000 luôn. Cạnh tranh luôn. 8.000, 10.000, 12.000 luôn. Nhà thấy quá nhiều phải không? Bên kia bán xe nước mát rồi. Mà giờ Trang cầm một cái ly nước nào đó không có ngọt. Tới bự 12.000 thì chỉ lo 60 luôn. Cái này 12.000. Đứng đây thôi là mình cảm nhận được gần như là một cái phiên chợ quá nhộn nhịp luôn nha cả nhà. Bên thì 8.000, bên 12.000. Tùm lum luôn. 12 mà nó bán được mình bán đây 8 gì bán. Dạ. Yeah. Tại chị bán con nhỏ thôi. Bán nhanh hết, chút hết chứ gì. Dạ. Quá trời này tươi sống luôn nè. Cái này là mình lấy ở đâu chị? Vĩnh Châu hả gì? Nãy giờ em hỏi là con ở Vĩnh Châu. Này hả? À. Bán mà hỏi Trần Đề hả? Trần Đề với biển Trần Đề. Vị Thanh Hậu Giang. À sao bà con ở đây lấy bên Hậu Giang nhiều quá. Đó, tôm tép nè cả nhà ơi. Đi dài xuống dưới này. Cái 4 chục luôn. Cô đi xuống dưới này là gì cô?
đi ra ngoài thì ăn sáng thì dậy mà. Dạ. Xuống dưới này đông hơn không? Rồi cái nào đông hơn con? Dạ. Để con đi hướng này. Dạ, cảm ơn. Hướng này đông hơn phải không? Rồi để chị đi theo hướng này cái. Trời rộng quá chị đi không hết. Ba em. Hả? Cô này. Cô ngồi giữa này phải không? Đi qua đây. Cô bán gì rồi? Sáng giờ cô bán đắt không? Ấy bữa nay ấy quá trời. Rồi sáng giờ có ai mua gì không? Không ai mua gì hết trơn. Con 2 kg không quy con. Rồi cô sống với ai? Cô sống thường ngày với ai? Mắt được sống với mày. Vậy là ở đây là mấy cô là biết hoàn cảnh của cô hết ha. Thường ngày ai cô đi bán mình hay sao? Đâu? À, không, cô cứ nói đi, cô thường ngày cô sống mình hả sao? Sống mình. Rồi đủ sống không cô? Đủ sống không? Có phải mua thuốc hay là làm gì thế nào? Bà bán ế là bà đi chùa ăn cơm. Dạ hả? Bán ế là ra chùa ăn cơm. Rồi cô có con cháu gì nuôi giúp không? Có, mà con ở riêng. À, con ở riêng hết rồi. Rồi đi bộ bán ha, đi bạn gì con? Đi bộ. Xa không? Dạ. À, còn chứng đứng lên mới nhấc chờ. À, rồi nhấc chờ. Đi xe ôm lúc này đi xe đạp rồi. Dạ, lúc này đi xe đạp rồi. Ở đây là mình biết hoàn cảnh của cô hết ha. Dạ. Chị bán kế bên nè. Cái chân cô giờ còn uống thuốc không? Còn luôn, uống mỗi ngày. Mỗi ngày luôn. Dạ. À, cô ơi, bữa nay con biết được cô ở chợ thành phố Sóc Trăng nha. À, con thay mặt cho cô Ngọc Hương ở shop áo dài Ngọc Hương chợ An Đông, con tặng cô 200.000 nha, mua thuốc uống. Dạ. Dạ, rồi cô nhận đi. Dạ. Rồi, con chúc cô bán đắt nhanh về. Dạ. Bữa nay chợ bán chậm. Dạ, bán chậm. Bán nhanh hết nha mấy cô. Nắng quá trường luôn rồi. Trời ơi. Phải chi à, mấy con đi phỏng vấn hết trơn luôn. Hết trơn từng người luôn. Dạ, mỗi người 200 nữa về sớm luôn. Dạ. Nắng mấy cô bán nhanh đắt về nha. Dạ. Bán là hết là mình chạy liền phải không? Đúng rồi, nắng quá. Dạ. Nắng quá. Trời Sóc Trăng đi cả nhà. Bà con ở đây cũng rất là dễ thương, bán nguyên cái đoạn như vậy. Rồi để đi xuống cái đoạn cuối dưới này cho cả nhà coi. 12 cá tôm, tép, cua, biển, rồi hải sản, kính thưa các loại luôn. Tôm nè. Trời ơi, hải sản nè. Mực. Đầu cái lóc. Quá chừng mực luôn. Em quay bán mực không à? Dạ. À. Ước mơ. Trời ơi, trời nó mát xuống dịu rồi nè. Nãy giờ nắng thôi là nắng luôn. Nắng cả nhà. Hả? Một cái chợ cá này cả nhà thấy không? Không nhiều không? Đặc biệt là bà con hay bán cái xe này nè, nhà nhìn đẹp không? Là bán rau xe điện. À, con ừ, con đi tham quan rau. Dạ. Rau thôi. Dạ. Bán đắt nhanh về nha con. Dạ. Đây là chợ cá. Đây là thấy thiên đường cá. Các loại cá. Bà con đông á. Giờ Trang cũng hết phân biệt rồi, cả nhà cứ đi vô đi thì sẽ thấy ra nhiều nhánh. Trời ơi cá. Kinh khủng cá luôn. Về đây mà không mua cá mua cái gì ta. Thiên đường cá. Cá biển các loại. Cá chê nè.
cá này cá xương xanh hay gì nè. Cá lưới trâu biển. Nhà làm tập lệnh 5.000 chữa chua nhà làm bao con 10-15.000. Nhà đam tập lệnh 5.000 chữa chua nhà làm bao con 10-15.000. Có cá sạp cá biển đó. Nhà đam tập lệnh 5.000 chữa chua nhà đi hoài không ra. Chưa ra hết từ cái chợ. Có bán mực. Mực còn ngon quá nè. Nghêu mực hải sản. Nhà làm bao ngon. Cá biển nè. Dạ. Đây là giữa cá biển. Giữa cá biển chợ Sóc Trăng. Dạ. Con đứng đây vậy là con quay hết hai giữa rồi đó. Cho công bằng á. Cá đây tươi quá. Dạ, biển Trần Đề lên. Cảng Trần Đề hình như là 1-2 giờ này có cá lên rồi phải không chú? Dạ. Từ đây xuống dưới cũng chừng 3 mấy cây quá hả? Đúng rồi. Dạ dạ. Ông cũng muốn đi thử cho biết. Cái đó mình dễ vô không? Mình vô bình thường mà hả? Đi bình thường, vô cảng bình thường. Vô mua cá lẻ ta có không? Dạ dạ. Đó, cả nhà cá nè. Cá biển nè, nhà thiên đường cá biển luôn. Này cá nè, cá ngừ, cá nục. Cá cá sủ hả? Lù đù. Lù đù, cá xương xanh, cá chẽm. Cá chẽm. Cá này cá chim trắng. Rồi bên kia là cá mó. Cá đuối. Trời ơi ngon quá. Mực bên đây cũng tươi ngon nữa nè. Đi qua đây cho cả nhà coi. Cá mó ngon nè. Ngừ đó 65.000 ký. Cá đói nè cả nhà. Cá đói. Cá đói. Dạ cá đói. Con này 7 cân. 45 giờ. Ốc các loại nha. Làm luôn đó, em. Rồi em cảm ơn nha. Dạ. Chúc cho hai vựa cá bán thiệt là đắt luôn. Dạ. Đây là có ghẹ nè. Ghẹ này kêu là ghẹ đốm hả? Ghẹ trắng hả? Mực này cả nhà, mực này cho thấy còn tươi lắm luôn nè. Muốn mua quá, không biết sao luôn, thấy ngon quá. Mà làm biến sách ra xe quá. Thôi bây giờ mình sẽ đi ra. Đó, đi ra ngoài nha. Sương xa. Sương xa hộp lụ. Đó. Mình thấy ngon quá. Rồi mình đi xuống dưới này đi. Đi cái này là một vòng cung rất là xa rồi nè cả nhà. Gà nè. Gà bán ướp bòi không 70.000 ký nè. Rồi này với gà canh núi á cả nhà. Cửa hàng thực phẩm đông lạnh. Ít có những cái chợ có thực phẩm đông lạnh vậy đó. Bánh nước, bánh tầm, gỏi cuốn. Kính thưa các loại đồ ăn. Dừa hải sản nè. Nghêu sò, ốc hến. Trời ơi, đi hoài chưa hết chợ. Nước dừa. Không ra chợ lại lúc nãy dễ hơn. Để đi đường khác nó khó. Trái cây nè. Gà vịt đây bán trong lòng không nè. Giờ đi ngủ ra. Ừ.
có cô bán chè. Chân là đặc sản không thiếu, chè đậu trắng, chè tay. Chè đi cô. Chè hả cô? Con coi cái được không? Dạ. Chè khoai, chè đậu trắng. Thì kêu già táo sọn hả cô? Đúng rồi đó. Táo sọn. Chè thân là đậu phộng đúng không cô? Không có. Thân là đậu xanh á. À đậu xanh. Đậu xanh với dừa non. Dạ đậu xanh dừa non. Có hộp táo gì nữa không? Táo đỏ rồi. Táo là táo sọn. Dạ táo sọn. Con tổng cộng 3 bọc hả cô? Con chúc cô bán thiệt đắt nha cô. Dạ con cảm ơn cô. Tại đi tới đây nắng quá. Khó thương. Dạ em có hộp đi. Bán 2 chè bố, 2 bịch đi. Rồi. Vừa rồi là những hình ảnh mới nhất về ngôi chợ thành phố Sóc Trăng thuộc ở đây à, phường chính, cái bảng này đeo hẻm phường chính. Trang gửi đến cả nhà và kính chúc cả nhà có một ngày thật nhiều niềm vui, sức khỏe và gửi lời cảm ơn vì cả nhà đã dành thời gian xem đoạn clip của Trang từ nãy giờ. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã xem. Và nếu trong quá trình Trang quay có điều chỉ sơ xuất, rất mong ông bà cô chú anh chị và các bạn để lại bình luận đóng góp và Trang sẽ khắc phục trong những đoạn phim sắp tới. Do là thước phim ngôi chợ cũng trong quá trình quay thì có không tránh khỏi những sai sót, nên là mong ông bà cô chú thông cảm. Cảm ơn các cô chú ở chợ đã tạo điều kiện cho Trang quay ra đoạn phim này. Và xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt ngôi chợ thành phố Sóc Trăng nha. Miếu Ông Bổn, phường 1, di tích cách tỉnh thành phố Sóc Trăng. Rồi, bây giờ thì mình hẹn gặp người quen ở ngay thành phố Sóc Trăng nha. Là một người chị khán giả rất là đặc biệt ở kênh Trăng Hai sao đó chị. Chị Hồng ở Mỹ về chị. Lên xe. Thôi, hồi nãy thấy em biết vậy là em đi chợ với chị rồi. Hai. Dạ. Để xuống cho chị gửi. Xuống rồi để em để đầu cho. Để gạo Sóc Trăng đặc sản luôn á. Tại vì về đây thì sẽ có gạo này là ngon nha cả nhà. Gạo ít tê là một trong những cái loại gạo mà được xuất khẩu so sánh với gạo Thái Lan, Ấn Độ luôn. Cải sa bấu thì đây rất là nhiều đặc sản luôn. Chị lên ngồi đỡ đây được không? Lên ngồi đỡ đây đi, tại vì do là Trang để đồ quá bồn bồn ở trên này nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi theo chị tại nhà của quê nội của chị. Rồi mình di chuyển tiếp tục hành trình ngày hôm nay nha cả nhà. Phố Sóc Trăng. Đi có mẹ Trang nữa nè. Chị Hồng ở ngoài dễ thương ghê. Dừng đèn đỏ. Không kịp chị. Chỉ cứ nhìn thôi chứ sợ mình đi ra không được kìa. Rồi ra xe lại. Mấy chị em sẽ chuẩn bị đi ăn. Này đối diện bên đây là chi cục phát triển nông thôn sở nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Đúng không? Chị lên đi. Hả? Chị hai khỏe không? Chị quay hoài vậy hả? Dạ. Kỳ vậy. Quay vậy. Quá trời rồi. Chị Hồng trên TV đó. Chị Hồng ở ngoài đời của mẹ đó. Đó.
có mắm không? Phần của mình, mắm của mình để riêng, trong đó là thịt luộc với xương tạo thành nước ngọt. Và ở ngoài mình có gia vị nè, cái này là mắm nêm, cái này là me, còn cái này là tôm của mình, tôm của mình thêm đúng thêm đậu phộng. Bữa này là cái thường ngày của mình là nước mắm chứ. Dễ nhau lắm. Đâu đây luôn, nó là một tô bún nước, dạ, bún bình thường. Ừ. Ăn đi, dễ ăn. Dạ, dạ, dạ. Con giới thiệu cho con. Dạ, dạ, dạ. Ăn bữa, mình ăn gì, hai bữa. Rồi, ăn bữa thì làm một tô thôi. Rồi mình đi ra bàn nha cả nhà, cho cả nhà coi. Nóng hỏi rồi. Con cầm được không đó em, để em vô. Dạ được. Còn nóng nè. Xíu cho em này đem vô. Để đi chút con em vô một rồi. Em qua đây cho cả nhà. Gần với đồng dòng xe đồng hồ. Gần lắm luôn. Mãi bên kia là đường Nguyễn Huệ. Quán mình bao nhiêu năm rồi cô? Ba mấy năm rồi ha, ba mấy năm rồi. Đây là rộng rãi. Mẻ mà sạch. Giờ này gần cuối giờ rồi. Dạ, nó sáng chắc đông lắm. Đông. Được, cô bán tới mấy giờ luôn? Có thể 12 giờ mấy là mình nghỉ rồi. À dạ. Thịt cơm này lột ra cũng cực lắm rồi. Tì đông nha, cũng muốn tâm huyết. Con thấy nó không có bở. Nếu như cái bún, như cái bún thường ngày nãy giờ bún riêu rồi là nó bở rồi. Bở con. Dạ, cái bún này con thấy nó dính là giống bánh tằm luôn á. Thì con thử đi, nó sẽ khác hơn cái nãy nha. Nãy cái bún qua bún riêu khác hơn đó. Dạ. Thì dạ mà nắng này sẽ làm lưu luyến không nè. Lặn lội 3 tiếng mấy đồng hồ chạy ngồi xe xuống đây. Rau thì có rau cả. Đoạn đường vô đây cũng dễ lắm. Cái nhà sạch trên định vị Google. Tôm này là tôm khỏe hay gì không?
ở đây con thấy hải sản tươi, hải con đi vào chợ quá trường vậy hả? Dạ tươi đúng không? Dạ, ở chổng luôn đang luộc chuẩn bị ra bát tiếp nữa. Tôm là con thấy có tôm tôm thẻ nhìn nó ngon lên. Dùng cô làm căng con thấy cái dừa trước mà nó vẫn trong không? Dạ. Nó không có bị lắng xuống lại, nó không bị mặn nữa cô. À, không có cho mới ra ngoài thì dạ. Sẽ không mặn. Dạ. Ngâm mình cho nóng con tôm. Nấy con tôm hay gì con? Ừ. Nấy con tôm. Tùy theo con nhớ nhỏ. Dạ. Cả sáng với con vậy đó. À. Tôi xứng đáng nha. Ngâm cho nóng con tôm hay gì? Ngâm nóng con tôm. Hả? Dạ. Nóng hổi luôn á. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha cô. Con chúc cửa hàng mình quán mình lúc nào cũng đắt khách nha. Ờ. Dạ. Rồi. Giữ lại được cái nét đẹp ở quê mình. Ờ. Dạ con cảm ơn cô. Ờ. Bây giờ thì vào cái này. Cái nước lèo này giống như mình ăn cái ổ cuốn nước gì đó, dùng cái mình chấm tương đúng không? Cái này đẹp ra tới nha. Tụi ra đây ăn món này lạ lắm nè. Lạ lắm luôn. Đây dẫn mẹ đây đi nè. Lần đầu thấy luôn á. Chị ngồi đâu? Đây nhà kia. Cái này bạn già đó đi. Dạ dạ, à, chị ăn tự nhiên đi. Ủa có giờ đâu kìa hả? Ở ngày dưới rau gì vậy? Xà lách chứ. Ủa có giờ đâu kìa hả? Nó giống như gì chấm tương để chị ăn thử. Ủa ha, đây là lần đầu tiên em ăn nha. Thử nè, thử nè. Này, có đây chị lại chị Vinh thôi. Ngồi đi, ngồi đi, để lại. Thấy không? Ế lắm mà. Nóng mà nóng lắm á. Cái này giờ nóng ăn vô đi rồi nó thấy nóng. Nóng 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 đây chị. Để trên bàn đi, rồi chút dọn sao. Trên giấy nha. Đây là thịt trên giấy nè. Đây chọn mình quay lần nha. Bây giờ trang chọn lên. Cái này là thịt luộc sắc sợi giống như là bì vậy đó cả nhà. Còn cái này là con tôm luộc nha. Tôm luộc làm ra tôm tươi nha. Cái này tương xay nè. Chắc đang làm chậm. Tối nay mình về sớm cho nên mình dưa ốc. Chị chị vậy đó. Ham lắm, nhiều nhất. Đây nữa nè, thêm một tay này nữa.
ấy khoái mùa ốc nữa. Mò hả? Ngày hôm qua em ghé chợ đi đâu về vậy? Đi làm ăn xong. Đi làm ăn xong cái giấy tờ cho anh xong. Cái đi ra ngoài là chợ Kim Biên. Mười cái hả? Mười cặp. Rồi giờ chị bắt ngon. Đâu, mua rồi, mua rồi. Chị phải đem theo nè. Bắt không rồi, quay. Nhập gia tùy tục. Trời ơi, cá chén. Cũng ngon á. Miếng chanh cũng ngon á. Đúng rồi, ngon. Nhưng mà ngọt nước dừa. Nấu nước dừa. Ngọt nước dừa. Nếu nghe là quay phim. Nếu muốn nghe nó lạnh luôn rồi. Giá cho quay lên ta tăng lương. Lên thiếu rồi mày nha. Lương cho nó trả rồi. Từ từ lên đợi giờ. Bữa không có mà ăn đó nha chị. Ăn cơm mà ăn xuống đất. Làm giọt tươi. Nhỏ mà tươi nha ha. Bây giờ thì nãy mình không chi. Em làm. Sẽ tiếp tục thưởng thức cái câu bánh này nha. Oklahoma thấy luôn nè. Đây là một trong những cây cầu của thành phố Sóc Trăng nha. Rất là đẹp nha cả nhà. Và xa xa thì có cái chùa Người Hoa.
trường Bổ Túc Văn Hóa Trung cấp Nam Bộ. Chùa chùa tiếng này chân đọc không được cả nhà. Cá lỏ là chùa Cờ Lên gì á, chùa gì đọc khó quá không được. Cờ Lên hay Cờ Lên gì á, đọc đúng nhất là chùa Cờ Me. Hai bên đường bà con bán rồi nữa. Chùa Som Rong, bên trong có tượng Phật nằm nè. Sơm rong chạy vô luôn nha. Đây là cái cổng đi vượt xe, xe vượt thấy động cổng á. Giờ chạy vô luôn, xe lớn cũng được. Này chắc không thấy nè chị. Mà em có cái cây cọ ở An Giang với ở đây cũng có thể có nha. Đây người Khmer cũng có thể có. Ai mà biết đâu không nói. Ở bên trong này nha. Quá chừng ngôi chùa lắm. Đây đây cổng chùa đẹp nè. Đây đây có bán thốt nốt kìa. Thôi mình xuống đi. Dạ. Quá chừng thiết kế của ngôi chùa độc đáo rồi. Đây cả nhà. Đây là khuôn viên của bên trong chùa Sơm Rong này cả nhà. Hai chị đi vô đây cho cả nhà ngắm cảnh ha, cúng luôn. Đây mẹ với chị Hồng, em đang mua thốt nốt luôn. Không, cái này gọt rồi, còn chưa gọt thì nó khác nữa chứ. Khách đi theo đoàn này nha cả nhà. Tượng Phật xa xa nè. Gọt rồi là mất 300 gram đó. Khách về rất là đông luôn. Dạ. Ừ, trong những cái ngôi chùa mà đặc trưng ở thành phố Sóc Trăng. Đường nước nốt mà mềm không? Mềm. Mà chặt hồi nào vô sao nó vàng quá vậy? Chặt hồi sáng chứ, phải bỏ vô bọc rồi. Cái này để ngoài đó có được đâu, phải ướp đá nữa chứ. Mềm không đàn, không mềm ăn không được, đang mềm. Ăn chứ. Mềm. Ôi ơi, cái này cứng ăn không được. Cứng quá nè. Ôi. Không lấy cái nó gọt sẵn ngoài với vậy bao nó thử ăn thử thôi. Nè, anh lấy cái này cứng nè. Cái nào mẹ cứng đâu. Nó lột sẵn rồi đó. Thôi vậy lấy cái kia cho em tí 70 đi. Tự cái này nó cứng quá ăn được. Anh cứ chế coi mà, lấy được lấy coi thì lấy này cho. Về gọt cái đó dao đâu gọt ở đây. Đúng rồi. Thì phải đem về mới gọt được. Nè, trái thốt nốt này cho cả nhà coi. Cái này nhỏ là non hả? Nó màu này nó mới già đúng không? Chừng nào nó chín nó vàng hay gì ta làm bánh bò á. Đúng rồi. Nó chín như cây luôn. À. Rồi lấy lấy giờ con ta cạo cái sơ sơ cho em hả? Ừ rồi không thôi em cho. Ở đây là bánh ống. Bánh thịt tâm luôn á. Dễ ăn thôi. 6 ly nước rồi nhiêu cái đó mình bỏ vô. Cái này là bánh cốm. Bánh ống, bánh dứa. Cái khuôn nhìn dễ thương á. Trong chùa này nắng quá luôn. Mẹ nè. Cũng vậy nè. Giờ em bán 1 ly 20 nè, vừa có nước vừa có thịt luôn, vậy là chế phải lấy cái này. Rất là nhiều bạn trẻ trở về đây chụp hình. Mềm. Chùa đẹp hả? Chùa đẹp, ừ. Chùa đẹp biết sao. Rồi mình gửi đây hả? Lát mình ra lấy. Mình cầm luôn. Chùa đấy được. Ủa mình vô chùa nữa hả? Vô bình thường mà. Dạ hả? Mình đi vô cúng bình thường hả chị? Bình thường con không có gì đâu. Tại con không phải là người đạo. Con không biết. Đây mấy ngày lễ Tết Khmer rồi mới đông hả con ha? Không con. Dạ.
Đây tới cuối năm còn lễ gì của chùa mình không cô? Cuối năm còn mà bạch thôi. Còn là còn lễ nướng. Mắt vẽ màu đi với nhé. Cuối năm là có lễ Đôn Ta. À, sen Đôn Ta. Sen Đôn Ta. Tháng mấy cơ? Tháng mấy con quên? Tháng 8 à. Cuối tháng 8. Cuối tháng 8 xong là tới tháng 10 là tới dân bông. Nhà. Dân bông đua ghe. À, đua ghe ngon. Tháng 10, gần tháng 10 đua ghe ngon. Gần tháng 10. Tổ chức ở đâu cô? Ở Sóc chùa. Chùa mình cái này mình đi bơi. Dạ dạ. Chùa nào cũng tổ chức hết á. Dạ. Xin lại chỗ cái sông cái á. Dạ. Đua. Hai nổ, cục nổ. Cái này đá ít nữa chứ. Dạ, cảm ơn nha. Đây là cái hộp điều phải không cô? Đúng rồi, hộp điều đường thốt nốt này. Đường này mềm ngon à. Trời nóng này gì nó cũng chảy dạ. Có đường viên nữa chứ. À, đường cứng này con, cái này nó đá nhiều nha. Con sách kìa. Dưới dưới răng răng lại sách. Lại sách cái nha. Uống một ly mát lạnh nè chị. Đây à, con cảm ơn. Rồi xong này, nè chị. Em nói ăn cơm ngon quá, con không dám mời bánh. Dạ. Mới ăn xong. Dạ, mới ăn xong rồi dạ. Con dám mời. Mẹ con thì nghe cái bánh này thơm quá luôn. Bánh ống. Bánh truyền thống. Dạ. Bánh truyền thống thôi. Còn xôi không nước xôi đổ vô cái nó cặn xuống. Dạ. Xôi lên nó mới cái khói lên. Cái này là bột nếp, bột này là bánh này. Dạ. Bạc Liêu mình nè. À, bánh kia là bánh à. Khuyến mãi tài xế ăn thử đi. Không, trả tiền. Không, không có trả tiền. Không. Khuyến mãi cho con rồi. Ăn thử đi. Ăn đi con. Cái làm này cũng kỳ công quá ha cô ha. Cái bánh này cô làm cũng khéo nè, rắc rắc bột lên cái chảo đó cô. Nhà. Đây coi cô làm. Rây cái bột. Cô nói nãy là bột gì, bột nếp? Cái này bột gạo. Bột gạo. Chị biết bánh này ơi. Im lắm. Đây cả nhà, cho cả nhà coi cái bánh nè. Mẹ ăn không? Thử cho biết. Nó cũng y như thế này có hả cô? Khác nhau. Khác hả? Cái đó nó dẻo. Dạ. Cái này là con chưa ăn bao giờ. Đây hai cái bánh nó khác nhau. Dẻo dẻo. Đúng rồi. Tại vì bánh đá bột là bột nếp chính nên nó khác. Dạ, thơm lắm nè. Tại vì cô đãi cô biết. Ừ. Wow, đẹp quá. Còn mà không chín con gút lên là nó xúc nè. Cả nhà thấy cái nó xúc nè. Không chín gút lên là nó xúc. À, hay quá, hai giống cây kem. Mà bột. Thank you.